người đã đến với kênh Xám Chí Hùng Trang Trang. Xin giới thiệu tất cả mọi người nha. Đây là vườn thứ ở xung quanh nhà mình. Mẹ mình mới mua hôm chủ nhật tuần trước nha mọi người. Mình sẽ cho các bạn xem từ cuối nha. Đây. Ta-da. Đây là con vật mình yêu thích nhất. Tiếp theo, di chuyển từ từ nha mọi người. Rất là đẹp đúng không mọi người? 200 mấy một bộ luôn đấy. Ở phòng mình thì có một bộ nhưng là của Blackpink nhỉ. Ở đây có ai yêu quý Blackpink giống mình không? Đây là chiếc quạt đã cứu rỗi mình trong mấy ngày vừa qua. Đây nhớ nha mọi người. Thật sự ấy, mấy ngày qua ở nhà mình vừa nóng vừa lạnh mọi người ạ. Bật quạt đi ngủ thì nó lại rét, mà nếu mà không bật quạt nó nóng. Thì mấy ngày cứ chữa ở mặt mình thôi. Mát, mát cực. Cầm, mới cầm một tí mỏi tay quá mọi người ơi. Da mình đang trong quá trình tái tạo được 11 ngày mọi người ơi. Thế mọi người hãy xem nhé. Mọi người hãy cùng chờ đợi trong 1 tháng da mình như thế nào nha. Vẫn đang trong quá trình đẩy mụn. Tiếp, tối nay mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người sử dụng bột thảo dược và tinh chất tái tạo. Mọi người có mong chờ không? Thứ nhất thì mình cũng sẽ còn video 1 tiếng thì mình sẽ dành cho thời gian luyện của mình về giới thiệu và quay video về sản phẩm hàn ni sâm. Nói chuyện xàm xí cùng nhau thôi. Nếu bạn nào chưa biết về mình thì hãy đón xem video tối nay nha. Mình sẽ giới thiệu chi tiết về mình luôn. Mọi tay có mọi người. Chưa được một video mà tay muốn gãy ra. Mình vừa học online xong và chạy lên quay cho mọi người luôn. Tí nữa trong nhà mình có rất nhiều khung cảnh đẹp luôn. Nhất là cửa sổ và cửa kia mình sẽ quay luôn cho mọi người sau khi kết thúc video này nha. Đón chờ không nào. Còn bột thảo dược tái tạo bên Hoàng Thiên Sâm thì chị Ngọc Anh bảo là mình đang trong quá trình tái tạo nên là không được sử dụng. Mọi người đợi sau khi mình tái tạo xong nha. Mình sẽ sử dụng hàng ngày thường xuyên cho mọi người xem luôn. Tí mình sẽ quay ảnh hồi bé mọi người nha. Bật mí lúc đó 5 tuổi nha mọi người. Lúc đó 5 tuổi và mình vẫn treo ở bên phòng mình luôn. Gần như ngày nào cũng ngắm nhìn nó để thấy là bản thân mình đã trưởng thành như thế nào. Nhiều mụn tạo bây giờ mình khá là nhiều mụn mọi người ơi. Đang sử dụng combo hàng tinh sâm ấy mọi người. Để hết mụn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Chào chào, love you.